kính thưa các quý đạo hữu câu hỏi của lê phương thảo cháu kính bạch cô cháu xin cô chỉ dạy cho chúng cháu một vấn đề cháu thường nghe cô giảng về lợi ích làm phận sự trong đạo tràng đó là nhân duyên thù thắng không phải dễ mà có được nhưng có một vài trường hợp trong đạo tràng phật tử xa xứ thời gian đầu các bạn rất tinh tấn tu học chăm chỉ nhiệt tình trong việc làm phận sự trong đạo tràng được một thời gian bỗng nhiên các bạn gần như đột ngột không làm phận sự nữa khó liên lạc được khi liên lạc được thì bạn chia sẻ là do bận công việc học tập nên không tham gia phận sự được nữa và xin thôi ạ có cả trường hợp bạn đang làm trong ban cắn sự đạo tràng cũng như vậy ạ cháu cảm thấy như vậy rất đáng tiếc cho các bạn khi bỏ lỡ nhân duyên được tích phước báo cho mình nhân duyên mà không phải dễ kiếm ở ngoài đời có thể các bạn còn trẻ còn lo nghĩ đến nhiều thứ ở đời mà quên mất việc tích phước báo mới có thể giúp cho các bạn muốn Ngoài đời của các bạn được thuận lợi ạ, à. cháu xin cô chỉ dạy thêm cho chúng cháu và đặc biệt là các bạn trẻ về lợi ích của việc làm phận sự, làm trong ban cán sự đạo tràng đối với người trẻ để các bạn luôn giữ được tâm tinh tấn, kiên trì trong các phận sự của mình ạ. À. Chúng ta phải tích phúc thì nó mới trợ duyên cho chúng ta trong công việc ấy. Nếu chúng ta không tích phúc thì chúng ta chỉ hưởng cái phúc cũ thôi. Các quý đạo hữu ạ. À ở đây thì tâm chiếu hoàn quán vẫn nói lại cái ví dụ mà tâm chiếu hoàn quán đã nói ví dụ này rất là nhiều lần rồi chúng ta đang đi làm là chúng ta đang hái cái phước của kiếp trước của những năm tháng trước mà chúng ta tạo ra giống như là chúng ta trồng một cây vải ấy, thì cái việc đi làm kiếm tiền của chúng ta giống như việc đi thu hoạch vải ấy, các quý đạo hữu ạ thế còn cái việc làm phúc của chúng ta thì giống như chúng ta đi chăm bón cây vải ấy, Thế nếu chúng ta vừa hái vải, chúng ta vừa chăm bón cây vải thì vải nó sẽ duy trì và ra được nhiều quả. Thế còn nếu như chúng ta chỉ có đi hái vải thôi, chúng ta không chăm bón thì mùa này nó ra được quả to do chúng ta đang có phúc mà các em nó đang đi học là nó đang bắt đầu có phúc của kiếp trước, nó đang hưởng, quý đạo hữu ạ. Thế đến nó hái dần, hái mòn đến một lúc nào đó thì nó sẽ bị hết mất cái phúc báo đó thì nó sẽ giảm đi, nó sẽ có nhiều quả lép phải không nhiều quả không tốt tại vì là trong cuộc đời của chúng ta nó có nhiều quả phải hái lắm các quý đạo hữu ở ngũ phúc mà tiền tài danh vọng phải không đấy tiền tài danh vọng sức khỏe rồi thì vợ chồng con cái rất là nhiều công danh sự nghiệp nhiều lắm bệnh tật ốm đau nó nhiều lắm vì thế cho nên là chúng ta cần phải tích lũy phúc báo để cho chúng ta bổ trợ cho chúng ta trong tất cả các công việc nhé Cho nên là các bạn thì nên tham gia vào trong trong ban cán sự đạo tràng và nếu như trong ban cán sự đạo tràng chúng ta tham gia một ban nào đó thì chúng ta trẻ nhỏ việc ra chúng ta vẫn có thể tham gia được thoải mái, nhé. kính thưa các quý đạo hữu nó có một cái tâm lý thế này nữa chúng ta cũng hiểu cho cho các bạn trẻ là thế này này. đôi khi ấy, các bạn ấy vào Phật pháp rồi, sau bạn thấy cái gì cũng có lỗi là à không được sát sinh hôm nay đi sát sinh lại sợ. Tức là cái tâm lý của các bạn là như thế chứ chưa chắc đã phải là phận sự đâu các quý đạo hữu thế rồi ăn nói một cái thì nói câu này lại thấy phạm giới nói câu này không không thấy được thì tự nhiên nó cảm thấy trở lên gò bó phải không thế xong rồi người ta chỉ cần chỉ cần đi chơi với nhóm bạn một hôm hai hôm thôi nếu tâm bồ đề không vững nếu mà cái tâm tin nhân quả của mình chưa sâu mình thấy thoải mái thích quá thích nói gì thì nói thích ăn gì thì ăn mà đầu óc nó bỏ cái phật pháp nhân quả ra mình sống được thoải mái hơn phải không, các quý đạo hữu phải nói hơn cho nên là các bạn sẽ không muốn đến gần với Phật giáo nữa xa rời các quý đạo hữu đó thế cho nên là nó có nhiều tình trạng các bạn trẻ như vậy đôi khi những người trung niên cũng như vậy nhé Có những người thì ngoài 50 tuổi rồi Đến cái tuổi này bắt đầu đi học nhảy học Đủ thứ ở ngoài rồi Thế xong vào được Phật Pháp một tí Mới đầu rất là tinh tấn Xong về sau lại đi với bạn nhảy một hai hôm thôi Thế là về vứt luôn Phật giáo đi Cảm thấy ở đấy nó gò bó quá Khổ quá, đường nào cũng chết Mà bây giờ phải sống khổ Nên họ suy nghĩ như thế là Cái suy nghĩ họ bị vô minh các quý đạo hữu không tin tội phúc nhân quả cho nên là đức phật mới dạy là đến lúc quả báo đến trở tay không kịp các quý đạo hữu ạ. Hôm nay tâm chiếu hoàn quán có nhận được một cái câu hỏi ở trên ban điều hành câu lạc bộ nội dung như thế này các quý đạo hữu. Có một Phật tử vừa mới vào gieo duyên làm thành phần gieo duyên vừa mới có nghiệp thôi thì đến nhờ các đạo hữu ở Hưng Yên. Thế mà trong khi đó nghiệp thì thế này là một công ty buôn bán bất động sản. Bây giờ đã bán cái đất người ta gọi là bán bán trước rồi làm giấy tờ sau để lấy tiền trước đấy các quý đạo hữu tâm chiếu còn không biết như nào đặt cọc đặt cọc cái gì đấy thế thì mình cũng làm một cái khu đất đấy thế mà bây giờ là người ta đã trả tiền cho mình nó lên tới hàng hình như là hàng mấy chục tỷ rồi đấy thế rồi mình cũng đưa cho người khác chỗ nào chỗ nào cũng mấy chục tỷ rồi để lấy lại giấy tờ tại vì cái số tiền đấy là số tiền nó ít mà thế còn khi mình hoàn lại giấy tờ thì bắt đầu mình mới mới tức là mình chạy được giấy tờ rồi thì mình mới đưa giấy tờ cho những người đặt cọc cho mình ấy các quý đạo hữu ạ. À? Thế nhưng mà bây giờ giấy tờ không làm được, thế là bây giờ nguy cơ bị đi hầu tòa. Hầu tòa là cao rồi tiền không có để trả nhiều thế không có để trả. Và nó còn nhiều cái nữa. Thế thì rất là lo lắng và bây giờ mới đòi tu thì tâm chú còn quán nói rằng nghiệp quả đã đến rồi, nó là định nghiệp không thể nào chuyển hết được. Nhưng mình cố gắng tu thì nó nhẹ đi phần nào hay phần đấy các quý đạo hữu thấy không không tu từ lúc trước nếu như mình có tu thì cái nghiệp của mình nó không dẫn dắt mình đầu tư vào cái chỗ bị thất thoát như thế đâu các quý đạo hữu ạ nếu mình có phước mình có phước thì người ta sẽ dẫn dắt mình đến chỗ đầu tư thành công mình không có phước thì nó sẽ dẫn dắt mình đến chỗ mà đầu tư không thành công là mình phá thôi mà cái phá nó rất nhanh có hai năm thôi các quý đạo hữu ạ còn lúc trước thì quá nhiều tiền luôn thì mới đi đầu tư làm vậy đấy nhiều tiền và cũng có rất nhiều quan hệ thế nhưng mà khi nó bạc phước rồi thì quan hệ cũng hết mà cơ hội cũng hết nó chỉ có mỗi cơ hội là hầu tòa thôi các quý đạo hữu ạ mất hết thế thì các bạn trẻ các bạn nên nhớ rằng các bạn còn cần phải thành công cho nên các bạn phải tích lũy phúc báo đúng không mình tích lũy phúc báo thì cái mong muốn của mình nó sẽ nó sẽ thành công. Cái tính toán của mình nó thành công bởi vì tính toán là do phước và nghiệp nó tính chứ không phải mình tính được đâu. Phải không? Phước, mình có phước thì tính toán sắc bén đúng, mà mình không có phước thì mình tính toán mình đặt niềm tin ở chỗ sai cho nên mình bị mất tài sản các quý đạo hữu ạ. Cho nên ở đây tâm chí còn quán nhắc các Phật tử trẻ, chúng ta rất cần phước cho cuộc đời này. Cho nên chúng ta hãy tinh tấn trong phận sự. Chúng ta tinh tấn trong phận sự rồi chúng ta mang phước báo đấy chúng ta hồi hướng cho chúng ta phát sinh được những nhân duyên khiến cho kinh tế được phát triển. Các quý đại hữu rõ chưa ạ? Phát sinh được nhân duyên và chúng ta hồi hướng cái phước báo đấy thì chúng ta có tư duy sáng suốt, phát sinh nhân duyên để phát triển kinh tế. Đấy. Thì chúng ta phải có phước thì chúng ta mới có thể có những cái định hướng như thế chứ. Thế cho nên là như người ta có phước người ta có thể chuyển từ chỗ này đến chỗ kia. Thế nhưng mà người không có phước thì lại không giải quyết được vấn đề đó nhé. Cho nên tâm chiếu hoàn quán mới nói rằng làm việc trong ban cán sự của đạo tràng là một môi trường bố thí không mất tiền, chỉ mất thời gian thôi. Phải không các quý đạo hữu? Làm gì mất tiền đâu. Chỉ có mất thời gian thôi mà bố thí này nó thuộc bố thí vô ý, nó sinh ra nhiều phước báo. Cho nên chúng ta thương mình, thương gia đình mình, thương cho thế hệ tương lai và thương cho nhiều cuộc đời sau của mình thì mình phải biết bố thí. Mình bố thí không mất tiền đó là bố thí vô ý làm phận sự công đức nhá. Nên các quý đạo hữu hãy vì mình mà làm phận sự. Hãy vì mình mà tu tập Phật pháp. Cuộc đời của chúng ta nếu mà nghiệp nó đã đến ấy, thì chúng ta sẽ mất hết tất cả. Kể cả sức khỏe cũng mất tâm chí hoàn quán kể cho quý đạo hữu nghe rằng tâm chí hoàn quán đã tiếp xúc với rất nhiều trường hợp đang đương chức đương quyền và thứ nữa đang tài sản đầy thì ra đi bằng những cái cơn bạo bệnh các quý đạo hữu mất hết không còn gì cho nên chúng ta có tu tập thì chúng ta có chuyển hóa và phước báo đấy chúng ta sẽ được hưởng đời này và nhiều đời nữa nhé vì thế trên các quỹ đạo hữu tinh tấn và tâm chiếu hoàn quán mong rằng là cái câu trả lời này của tâm chiếu hoàn quán sẽ được đưa đến cho các đạo tràng để các phật tử trẻ hiểu được rằng còn nhiều mơ ước thì còn cần nhiều phước báo phải không còn nhiều mơ ước thành công thì còn cần nhiều phước báo để trợ duyên cho sự thành công đó cho nên nếu có mơ ước mà không tạo phước thì mơ ước đó khó thành Trừ trường hợp mình có tích lũy phước báo từ kiếp trước Còn nếu mình không có tích lũy từ kiếp trước Thì mình không thành công Còn nếu mình đã có tích lũy từ kiếp trước đến kiếp này Tiếp tục tích lũy không thừa Phải không? Càng tốt lên thôi nhé Hề kính thưa các quý đạo hữu Câu hỏi của bạn là Dương Lan con chào cô từ khi đạo tràng Phật tử xa xứ Âu Mỹ được tách ra từ đạo tràng Phật tử xa xứ Chùa Ba Vàng. Cháu được phân công làm phận sự trong ban cán sự đạo tràng với chức danh đạo tràng phó trưởng ban nghi lễ tổ trưởng tổ Đông Âu. Cháu rất non nắng vì chi kiến còn non yếu. Cháu đã cố gắng học hỏi và dần cũng quen được phần nào. Đúng là tu học Phật Pháp thì thân tâm phải an lạc, nhưng gần đây tâm trạng của cháu rất bị áp lực cháu lo lắng công việc phận sự không hoàn thành sẽ ảnh hưởng công đức của các đạo hữu cháu dành nhiều thời gian cho phận sự nhưng vẫn còn thiếu sót và mỗi lần mắc lỗi lại cảm thấy bất an cháu ưu tiên việc làm phận sự hơn công việc của gia đình khiến chồng không hoan hỉ tâm trạng của cháu luôn bị bùa vơi bởi những no nắng ấy xin cô chỉ dạy cháu phải làm gì để thoát khỏi cảm giác này ạ à. cháu xin tri ân công đức của cô hệ kính thưa các quý đạo hữu về những cái phần công việc uh, phận sự của mình thì tâm chiếu hoàn quán cũng đã vừa chia ra cho các quý đạo hữu rồi ví dụ như là chúng ta sẽ chia nhỏ những những thành phần trong đạo tràng của chúng ta ra ban cán sự của chúng ta thì mỗi người sẽ chịu trách nhiệm của mấy người như các quý đạo hữu rõ chưa ạ chúng ta chia nhỏ ra để cùng nhau trợ duyên cho nhau thế còn nếu những mỗi lần chúng ta làm có gì thiếu sót thì đương nhiên chúng ta đang tập tu cho nên nó còn thiếu sót các quý đạo hữu ạ thiếu sót chúng ta sám hối rồi chúng ta sẽ sửa chữa tại vì nó chưa quen mà các quý đạo hữu rõ chưa chứ đừng có bất an nhé đừng có bất an cái việc đó vì chư tăng cũng còn phải có lỗi cho đến bao giờ hết nỗi mới thành thánh mà cho nên chúng ta đừng sợ hãi cái lỗi lầm mà chúng ta nếu mắc lỗi thì chúng ta bạch sám hối rồi chúng ta lại sẽ cố gắng vươn lên là được nhé đừng áp lực quá, các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Đừng áp lực quá như vậy. Vì là vừa là trưởng ban nghi lễ lại vừa làm đạo tràng phó, vừa làm tổ trưởng. Cho nên là những cái phần nào mà trong các cái phận sự của mình mình sẽ phân tích việc ra. Các quý đạo hữu nhớ là chúng ta phân tích việc ra. Xem là việc chúng ta cần no là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Thì chúng ta sẽ đưa một phần việc này cho ai Phần việc kia cho ai Phần việc kia cho ai Phần việc kia cho ai Chúng ta tăng cái số người trợ duyên cho chúng ta lên Các quý đạo hữu rõ chưa ạ Tăng cái số người trợ duyên Mỗi người có thể giúp chúng ta một cái việc phận sự nho nhỏ Thì các quý đạo hữu tăng cái số người làm trong ban cán sự lên nhé Để giải quyết vấn đề này Nha